Bây giờ ăn được khinh bỉ, lần này tên ai tự liến thích lòng loạn này cũng nhận được giáo huấn rồi. Cái này ấy mà, hại nước. Từ khi ta nhiếp chính thì các nơi tai họa liên miên. Nhưng đời sống nhân dân rất rốt cuộc ra sao? Đốc ngu dấu các ngươi không phải biết rõ nhất sao? Triệu Thượng Thư, sau khi lũ lụt, nhân dân gặp nạn, có bị lan truyền bệnh dịch không? Số người chết và Lê Hương có đến một thành không? Công trình quỹ thủy lợi mới xây có hiệu quả thực tế ra sao? Cái này Tiền Thượng Thư, sau khi Tây Bắc động đất, lập nhóm viện trợ, bố trí ổn thỏa cho dân gặp nạn, xây lại thành trấn, hết bao nhiêu ngày, chi phí ra sao? Có thể nói là thần tốc khôi phục dân sinh hả? Có. Tôn Thượng Thư, sao nạn châu chấu, chẳng phái người dạy các ngươi nông dược, nông cụ còn cả nông pháp, chẳng lẽ không có tác dụng gì sao? Bệ hạ tạo phúc muôn dân, cứu sống trăm tỷ bách tính. Dân ăn trái hồng bệnh, ăn nửa trái đi. Ta ăn đâu có hết đâu. Lý tướng quân, bệ hạ không cần nói nữa, đông bộ bạo loạn đều nhờ vào diệu kế của bệ hạ, những kẻ ngu dân khó mới không gây nên đại họa. Có bệ hạ anh quân như vậy là may mắn của Dương Kiều hoặc Lan ta. Lão gia nhà ta gặp phải đại họa nếu không phải là triều đình cứu viện kịp thời. Thế mà có kẻ cả gan vu khống một quân dân tốt như vậy là kẻ hại nước, quá đáng ghét. Truy bắt yêu nữ tiêu diệt phản tặc, thà chết bảo vệ bệ hạ. Sao tình hình lại nghịch chuyển như vậy? Nói như vậy, 7441 này trừ thời gian làm loạn ra, đúng thực được chăm chỉ làm việc. Đến dao găm đã bị bôi độc lên cậu ta cũng có thể làm vô hiệu. Kim Nhượng Tài là ông đang phá rối đúng không? Ngoài ra, lệnh bắt dân cấu kết với yêu nữ tham gia mưu phản, tội chứng đã rõ, đưa hắn xuống cùng. Chuyện gì vậy? Không phải điện hạ yêu thương lệnh bắt dân nhất sao? Lệnh bắt dân có phải bị điên rồi không? Bệ hạ chân tâm thành ý với ngài như vậy, không ngờ lại đổ lấy sự phản bội như thế này. Hành vi của ngài thật khiến người khác khinh thường. Tất cả thành như bây giờ, tất cả đều do ngài tự làm tự chịu, ngài cứ hưởng thụ có tốt đi. Tuyết Nhi nhốt ở đâu? Ngự thư phòng. Bệ hạ, nghe xem. Lúc này rồi mà hắn vẫn còn lo lắng cho yêu nữ kia, thật là đáng hận. Đưa ta đến nhà lao xem. Trước ngày hành hình tuyệt đối không thể để bọn họ có cơ hội gặp mặt nhau. Ngài yên tâm, theo phân phó của ngài đã nhốt họ ở hai nơi khác nhau. Đúng rồi,
chiếc hộp lệnh bắt dân tặng này, thằng cũng đem đi đốt luôn à. Bỏ xuống. Bệ hạ, không phải ngài vẫn muốn nhận chứ? Tất cả các ngươi đi ra ngoài. Đây là cái thứ gì? Vẫn không hiểu rốt cuộc đang ám chỉ điều gì. Được, mình đến ba đều nhẹ nhàng mà lấy được, thế mà lại không hiểu cái này. Ơi, lần thứ hai rồi, đường cái gì? Hôm sau bệ hạ, khóa thượng triều rồi, ngự thư phòng. Người đã giết cả đêm sao? Mấy mấy cái này là cái gì vậy? Ta cũng muốn biết là gì. Ký chủ, anh thật sự không định quản nữa sao? Cảm xúc bên khách hàng đang vô cùng đi xuống mức độ giờ ý đang ở bên đường cảnh giới rồi. Cho dù top NPC trước đây bị bắt hết rồi, chúng ta cũng có thể chuẩn bị quân khởi nghĩa. Mới mà ít nhất cũng phải cứu anh và khách hàng ra. Anh là người nhập vai, sao có thể từ bỏ trò chơi như vậy? Đừng làm ồn, tôi đang đợi quyết định. Quyết định gì? Bệ hạ đã quyết định phán yêu nữ hình phạt thiêu sống. Coi như ngươi may mắn, yêu nữ đó thừa nhận là ta đã mê hoặc ngươi, bệ hạ đồng ý miễn tử hình cho ngươi. Cái gì? Tên ai đó muốn thiêu thiêu chết khách hàng? Đa tạ hoàng thượng khai ân. Mấy ngày sau, quảng trường hành hình. Yêu nữ, cá miệng đều là nói dối. Đi chết đi. Trạng thái chúng độc bi người nào đó. Thì thắng làm vua, thua làm giặc, bỏ đi. Yêu nữ kia còn dám cười, không biết hối cải. Thiêu chết à? Huynh đặc biệt mời ta đến đây là vì cái này à? Cái chủ hình như anh đang giận anh đấy. Đã điểm giờ châm lửa. Ký chủ, trạng thái thân thể anh đã hoàn tất điều chỉnh.
có hành động thôi. Hiểu rồi. Đợi. Nhân lúc này đi tới chỗ hành khách. Ta sẽ không nhìn ngươi chết lần nữa đâu. Anh ta đã đoán ra anh định làm gì sao? Là vì kết cục của kịch bản lần trước. Cái chủ khách hàng bắt đầu quản rồi. Chuyện gì vậy? Thật sự đốt luôn hả? Tại sao không dằn ra được hệ thống? Cũng không sử dụng được không gian. Hệ thống có bu rồi à? Sao lại nóng như này? Tôi không cài đặt cơ quan cảm giác chế độ cao như vậy. Cứu. Sớm đã cảm thấy cô ta có gì đó không đúng. Mấy thứ đồ ăn nước ngoài kỳ lạ như vậy, vẫn cứ như cúng tà, đều nói rất ngon. Nó từng là khách hàng của đế quốc thương nghiệp Phượng Loan. Còn cả vũ đạo đó nữa, đồ phong bại tục. Quần áo trong tiệm của cô ta cũng là quá không biết xấu hổ, rõ là xấu. Cả ngày đều làm mấy việc không biết gọi là gì. Ngài đều nói với ta mấy việc căn bản không thể xảy ra. May mà bệ hạ nhìn rõ mọi việc, biết rõ ta chỉ là bị mê hoặc. Bây giờ nghĩ lại, cô ta vẫn luôn có dáng vẻ tự cho mình là trên cao. Đúng thật là nực cười. Thì ra chúng mày cũng không thích nó à. Cả ngày đều bày ra bộ dạng người khác không bằng mình vậy, cười chết tao mất. Trừ khi nhắm vào việc nhà nó có tiền, nếu không chẳng có ai thích nó cả. Nghe thấy chưa, cái người khác đều đã tỉnh ngộ rồi. Ngươi dường như cũng nên cho ta vô cùng cảm ơn. Đột nhiên của mình. Cái gì? Chủ nhân từ khi bắt đầu đã tin ngài sẽ không xảy ra chuyện gì. Có điều một đau nó vẫn phải là nói lời xin lỗi. Ngươi đang nói đợi đã. Chẳng lẽ liên quan đến Hegu, nhóm chế tác đã lén lén xem điện thoại của Hạ Cốc. Sau đó phát hiện ra đoạn đối thoại dưới đây. Tại sao lại phải dùng phiên âm như vậy, ấn tượng sẽ rất sâu sắc, không dễ quên được. Cho dù có trực tiếp viết tên Hạ Cốc, tôi cũng không thể quên. Dù có trực tiếp viết là Hạ Cốc, tôi cũng không thể quên. Có điều phần lớn thời gian tôi vẫn cảm thấy xem qua là nhớ khá phiền phức. Thằng Nam yêu đương như nào, làm mẫu 100 ví dụ sai lầm. Rồi giờ rồi Kim Dưỡng Tài tìm tôi bàn chút hạng mục mới. Đúng rồi, chủ nhân bảo ngài lần sau đừng viết linh tinh mấy thứ không có ý nghĩa. Là cái sự... Bạch Thúc, ngươi đứng lại cho ta.
không phải rơi xuống. Nói tên cho ngươi là sao? Không được, lửa lớn quá, không cản lại được, mau dập lửa. Lệnh Bắc Dương. Tại sao ngươi? Muốn ở bên một người còn cần lý do sao? Quá lợi hại rồi. Cái chủ anh rốt cuộc sao mà làm được vậy? Rõ ràng là khiến khách hàng rơi vào tình huống dở khóc dở cười như vậy mà đến cuối độ hài lòng vẫn là 100%. Không phải đã nói rồi sao? Làm như một người ký chủ. Nhận thức được nhu cầu thực sự của khách hàng là một kỹ năng cơ bản. Cơ bản ở đâu ra? Rất nhiều người nhập vai không làm được đó, biết không? Quả nhiên ký chủ của tôi là thiên tài mà. Tiền sẽ khiến cho con người ta không gì không làm được. Đúng rồi ký chủ. Thời điểm cuối cùng cái 7441 đó lao đầu vào lửa rồi, hình như là muốn cứu anh đó. Đường tổng vậy mà muốn đi cứu người. Quyết định là tôi bị ảo giác đúng không? Cũng may lửa vừa bén tới thì trò chơi cũng kết thúc rồi. Thật tiếc quá, cháy thêm một lát nữa là hay rồi. Con hãy nhìn vào cái đỉnh lớn ở cuối biểu đồ đi, so với mấy lần trước dao động mạnh hơn rất nhiều. Không lẽ anh ta là người ngoài bảo dâm mà? Đường tổng tỉnh rồi, tôi giúp cậu hỏi thử nhé. Việc giao. Có điều mặc dù phương án trị liệu này đã được chứng minh và hữu hiệu rồi, vậy tại sao anh ta lại một chút dấu hiệu ông tỉnh vậy cũng không có? Bởi vì vẫn còn thiếu một điều kiện trọng yếu. Bản thân anh ta cũng cần có ý thức khát khao muốn tỉnh mạnh mẽ. Vậy nói ra, đường tổng bây giờ vẫn chưa nhận thức được thân thế thật sự của bản thân. Chúng ta có nên can thiệp một chút hay không? Xem ra mọi người đã chạm mặt nhau rồi. Vậy 411 có không chỉ mắng khách hàng phát khóc mà còn bắt cô ấy một ngày phải bồi thường 5 phần hợp đồng tổn thất. Ban đầu là kịch bản tình yêu công sở là trở thành lịch sử lao động đầy mồ hôi nước mắt. Giống như là bu lên vậy, sao đội kỹ thuật không xử lý chứ? Mọi người cũng gặp được rồi. Cao tốc 1 đến đây ngồi vào.
cũng ra cũng đậm mặt rồi cơ. Thế nào, nếu cậu là nhất định sẽ chỉnh nó một trận cho ra dáng có đúng không? Sao phải nó thế? Nó thật ra cũng chỉ là thứ phiền phức mà thôi. Đúng, toàn là giảng logic cho tôi. Morisua thì có thế logic gì chứ. Thế mà nói như vậy có thể giúp ích cho chúng tôi. Xem ra không phải là chỉ nói với mỗi mình thôi. Ta nhất định sẽ cứu đệ ra ngoài cho đệ tự do. Đúng rồi, anh vừa kết thúc cuộc hạng mục mới phải không? Lấy được 5 sao chứ. Mặc dù đổ hài lòng đạt tuyệt đối. Nhưng thân thể của khách hàng có chút đặc biệt. Đánh giá cuối cùng chắc cũng sẽ mấy ngày nữa mới có kết quả. Lần này có thể lấy được rồi. Tuy nhiên mấy ngày sau, đại sảnh mộng nữ, lần này đánh giá tệ lại là gì, lý do gì đây? Văn phòng của Kim Dưỡng Tài. Đã giúp cậu hỏi thử rồi. Là cậu nói với người ta sẽ bên cạnh cô ta khi tỉnh dậy kết thúc rồi. Thì sao? Tỉnh dậy rồi cũng biến mất luôn.